chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại kênh Ichimoku Việt Nam Cũng như quay trở lại với video nhận định thị trường của em Lâm ạ. Thì trước khi bước vào nội dung chính của video ngày hôm nay Anh chị nhớ để lại cho em Lâm những lượt like, đăng ký kênh Cũng như là giúp cho em Lâm thả những cái trái tim trong phần bình luận ha anh chị Cảm ơn anh chị nhiều Trước tiên thì em Lâm xin đi sơ lược qua cái phiên giao dịch của ngày 19 tháng 6 Chỉ số VNDAX của chúng ta kết phiên tại vùng 1279.79 tăng 0.29 điểm tương đương với lại 0.02%, gần như là ở vùng tham chiếu anh chị. Chỉ số VN30 của chúng ta thì kết phiên tại vùng 1314.22, tăng 4.33 điểm tương đương với lại 0.33%. Chỉ số phái sinh thì kết phiên tại vùng 1317, tăng 0. tăng 8.5 điểm tương đương với lại 0.65%. Hôm nay thì chúng ta có tổng cộng là 184 mã cổ phiếu tăng, 246 mã cổ phiếu giảm. 71 mã cổ phiếu giữa ở vùng tham chiếu. Tác động tới chiều tích cực của chỉ số index chúng ta có các mã cổ phiếu như là FPT, Hàng không Việt Nam, VPS, MWG, CTG, Viettelbot, STB và BLX. Tác động tới chiều tiêu cực của chỉ số index thì chúng ta có các mã cổ phiếu như là Vietcombank, BIC, BID, SAB, TCB, GVR, Vinhome và Vinamilk chị nước ngoài thì hôm nay tiếp tục bán rồng bán rất là đắt anh chị 1523 tỷ tập trung bán vào FPT 221.89 tỷ Vinamilk Việt à, VB Bank Vinhome VND Vietcombank quỹ VND và TCB mua thì có HAH MWG WG CTR và CTD anh chị tự doanh hôm nay thì tự doanh ngày phiên ngày 19 thì đâu đó có mua là có bán rộng là 194.29 tỷ mua thì tập trung mua vào VB Bank quỹ VND TCB bán thì là bán TCB quỹ VN30 FPT MBB ACB và MWG thì anh chị thấy rằng rõ ràng là FB, fbt FPT là một cái mã cổ phiếu tự doanh cũng như nước ngoài đều bán rất là nhiều anh chị bán gần 300 tỷ nhưng mà FPT lại là một trong những mã cổ phiếu góp phần kéo chỉ số viên của chúng ta lên chị nó hơi anh chị theo có nghĩa chứng tỏ rằng là nhà đầu tư cá nhân trong nước của chúng ta đang cần rất là nhiều anh chị và anh chị thấy là hôm nay là hầu như các cái mã cổ phiếu đều là tất cả các cái mã cổ phiếu thuộc nhóm VN30 là kéo chỉ số là chính đầu phiên sáng thì đâu đó là chỉ số viên của chúng ta có những cái nhịp tăng lên cái vùng là 1281 chị nhưng sau đó là tầm khoảng 9:10 giờ là 9:50 đến 10 giờ là bắt đầu có những cái áp lực giảm điểm anh chị. Xong sau đó là đến trong quá trình giảm điểm này thì chỉ số thì bên một phần là do nước ngoài bán rất là nhiều các cái mã cổ phiếu của VN30 anh chị nên là chỉ số vn của chúng ta có những cái nhịp giảm điểm mạnh trong khi thì Cap thì có những cái dấu hiệu phiên sáng thì uh, tăng trưởng rất là tốt anh chị nhưng đâu đó vào cuối phiên chiều thì đều là bị giảm điểm lại hết anh chị phiên chiều thì đó chỉ số VND của chúng ta lại có một cái nhịp uh, hồi lên được cái vùng 1284 nhưng sau đó lại tiếp tục giảm xuống liền luôn chị và cuối phiên thì quay về cái vùng tham chiếu thì hôm nay anh chị thấy là tổng giá trị uh, thanh khoản đó là 25.000 đến 26.000 tỷ chị một thanh khoản cũng tương đối là cao hơn chị hôm nay giao dịch là gần 1 tỷ uh, cổ phiếu luôn chị. Về, về rộng thị trường thì anh chị thấy là hôm nay là hàng tiêu dùng thì có giảm nhẹ là 0.16% nhóm ngành vật liệu cơ bản thì giảm 0.10 và đều nhóm ngành tài chính thì giảm 0.21% dịch vụ uh, dịch vụ tiêu dùng thì tăng 1.96% còn ngành viễn thông thì giảm 0.17 các nhóm ngành còn lại thì anh chị thấy là đều có những cái sắc xanh tăng nhẹ cho đến 2.65% và xu hướng của chỉ số vn của chúng ta phiên ngày 20 tháng phiên ngày 20 tháng 6 anh chị thì anh chị thấy là phiên ngày 19 là có những cái áp lực bán xuống nhưng sau đó rút chân lên rất là đẹp anh chị nên cái cây nến này là một cây nến đẹp với điều kiện là không phải trong cái đáo hạn phái sinh anh chị hiện tại là ngày 20 là bắt đầu là đáo hạn phái sinh rồi anh chị hôm nay là đáo hạn phái sinh nên cái cây nến này cũng chưa khẳng định được là thị trường chúng ta là có lực cầu ở đây nhiều hay không về cái khung đồ thị ngắn hạn nhỏ hơn thì chị có thể thấy rằng khi thị trường chúng ta về tới cái vùng mà 1270 thì bắt đầu có lực cầu vô rất là nhiều anh chị lực cầu từ cái vùng 1270 cho đến cái vùng 1280 thì trong cái vùng biên này thì lực, bắt đầu anh chị thấy là có lực cầu vô nhưng anh chị vẫn lưu ý nha anh chị trong phiên ngày mai thì có khả năng chỉ số index của chúng ta đóng nến trên cái vùng 1278 trong một tiếng đầu thì 10 giờ cho đến phiên chiều thì có nhiều khả năng là sẽ hồi phục về cái vùng 1288 cho đến vùng 1294 tùy vào cái độ tăng trưởng của chỉ số index của chúng ta cũng như là dòng tiền vô nhóm ngành nào anh chị nếu mà tiếp tục kéo viên 30 cũng như là khối ngoại họ không có bán rác nữa thì vẫn có khả quan là hồi phục trên được cái vùng 1290 anh chị còn nếu mà trong một tiếng đầu hoặc là trong phiên sáng mà chỉ số viên index của chúng ta mất đi cái vùng là 1 1270 thì anh chị lưu ý anh chị mình khi mà mất 1270 thì anh chị hạ hết tỷ trọng các cái mã cổ phiếu trong danh mục của anh chị nếu mà anh chị đánh tay cộng ngắn hạn còn những cái mã cổ phiếu mà đánh trung hạn và cái mã cổ phiếu là một thuộc nhóm ngành mã cổ phiếu khỏe thì anh chị vẫn có thể theo dõi được nhưng riêng quan điểm của em Lâm thì anh chị cũng nên khi mất 1270 thì anh chị nên hạ bớt 30 cho đến 50 cái tỷ trọng mà cổ phiếu của mình mặc dù là nắm trung hạn đi chăng nữa khi mà mất đi cái vùng 1270 anh chị thì đâu đó nó sẽ về tới cái vùng 1257 cho đến cái vùng 1250 thì nhưng mà ngày mai bắt đầu là lên cái vùng uh, trên cái vùng lưng mây anh chị nên khi mà thị trường chúng ta có những cái pha điều chỉnh xuống á, thì đâu đó sáng tuần sau chăng nữa thì cũng chỉ xuống tới cái vùng 1250 cho đến vùng 1257 thì bắt đầu là sẽ có những dấu hiệu là lực cầu vô sẽ lên rất là nhanh Tại sao Long nói là khi xuống cái vùng này lực cầu nhiều anh chị thấy là hiện tại lại gặp những áp lực bán nhưng mà những cái phiên đây thì bán tương đối là nhiều nha anh chị nhưng vẫn rút chân lên và hiện tại cái cây nến này anh chị thấy là cái biên độ dao động của nó nhiều nhưng mà khi cái phần thân nến đặc thì nó lại ngắn lại thì chứng tỏ là lực cầu cũng nhiều và khi mà lực cung bán ra thì lực cầu đây người ta chấp nhận vô và cái xu hướng thứ sáu này vẫn là một cái xu hướng có khả năng là xác sideways tiếp trong cái vùng biên 1270 cho đến vùng 1290 anh chị Tại vì hôm nay là có những pha rút nhúng chân về 1270 anh chị nên anh chị thấy là nhúng chân và đúng cái vùng nhạy kèm 1.270 luôn xong sau đó là bắt đầu có những cái pha mà bật tăng lên lại cái vùng 1284 thì cái biên di động trong ngày hôm nay là 14 điểm nên đâu đó là có khả năng là lên tới cái vùng 1290 là tầm khoảng 20 điểm đến 25 điểm có khả năng sideways trong cái biên đó anh chị nên chị vẫn lưu ý sang tuần sau thì bắt đầu khung khách sạn trong khung trung hạn bắt đầu mở ra anh chị hiện tại anh chị có thể thấy rằng là chỉ số index của chúng ta trong trung hạn đó, bắt đầu có những dấu hiệu là phản ứng lại cái vùng khách sạn này rồi. đang có những cái pha dành co ở đây và hiện tại những cái cột column thì vẫn thấy là tiền đang rút ra rất là nhiều nhìn trong khung ngắn hạn thì anh chị thấy là dòng tiền đang bán rất là nhiều nhưng mà các khi nến thì đều chỉ số index của chúng ta đều giữ được trên cái vùng 1200 78 này rất là khả quan anh chị chứng tỏ là lực cầu ở đây có rất là nhiều nhưng vẫn không thể nào mà chúng ta phủ nhận được là hiện tại chúng ta đang trong cái đá hạn phái sinh thì có khả năng là đang kéo nhóm ngành trụ để giữ điểm số để họ chốt lon còn sau khi mà đáo hạn phái sinh xong phiên ngày thứ sáu cũng như tuần sau thì thị trường chúng ta nó vẫn có những cái rủi ro anh chị nên anh chị vẫn có những cái biện pháp để khi mà thị trường đi theo kịch bản nào thì anh chị đều có những kịch bản đó để mình đề phòng. À, bây giờ thì em Đâm đi qua một số mã cổ phiếu mà à, tương đối nổi trội cũng như là một số anh chị trong phiên giao dịch ngày hôm nay cũng có hỏi tương đối anh chị. Nhóm đầu tiên là cái mã Hoa Sen. Hoa Sen thì bắt đầu khi mà lên tới cái vùng mà gần vùng 26 thì đang gặp những áp lực chốt lời rất là nhiều anh chị. Nhóm ngành nhóm ngành Hoa Sen này nếu mà anh chị muốn tham gia thì anh chị có thể canh những cái nhịp mà nó về tới cái vùng mà 23.5 nữa anh chị. 23.5 thì anh chị có thể là cân nhắc mình tham gia anh chị tham gia vùng này thì tương đối là an toàn anh chị từ 23.5 cho đến cái vùng mà 22.3 thì anh chị là tham gia thì anh chị cũng không sợ nhưng mà đối với những mã cổ phiếu khỏe như là hoa sen cũng như là một trong những cái nhóm ngành mà có khả năng là vào sóng trước thì đâu đó thì sẽ về tới cái vùng 23.5 này và sẽ đi xe quay trong biên này thôi nên anh chị tham gia thì anh chị có thể tham gia ngay vùng này còn nếu mà nó mất đi cái vùng mà 22 thì anh chị cắt lỗ đối với hoa sen hoa sen thì chỉ có nâng cái mục tiêu lên thôi anh chị hiện tại là cái vùng trước mắt là cái vùng đỉnh này 25.8 thì hiện tại khi lên đây là gặp những áp lực chốt lời nữa anh chị và hiện tại trên vùng này là cái vùng quá mua này anh chị cũng không nên tham gia chờ về những cái vùng dưới đây này anh chị 22.3 cho đến cái vùng 23.5 thì anh chị tham gia nó an toàn hơn nếu anh chị muốn mua mới còn những anh chị mà đang nắm hàng hoa sen ở vùng này thì nên hệ thị trọng anh chị hệ thị trọng 1 phần 2 không 1 phần 2 mình để lại mình nâng trở lại lên nâng trở lại lên là cái vùng 24 nếu mà anh chị mua ở cái vùng nền dưới đây rồi thì đối với hoa nhóm ngành hoa sen anh chị có thể nâng trở lại lên cái vùng 23.5 23.5 đến 24.5 tùy cái vị thế anh chị tham gia thì anh chị nâng chặn lại đến đây khi mà mất một trong hai vùng này thì anh chị cân nhắc anh chị chốt lời anh chị mất những cái vùng này có khả năng là xuống những cái vùng sâu hơn thì anh chị nên mình tham gia lại các một cái nhóm ngành cảng biển anh chị. thì đối với HAH thì hiện tại là chưa có ở cái vùng giá này anh chị chưa tham gia được nha anh chị. cái vùng giá cân chung cân bằng của cái mã cổ phiếu này thì là cái vùng giá 44.35 thì anh chị có thể tham gia được cái vùng này. còn khi mà về tới cái vùng 46. 46 này anh chị tham gia cũng được nhưng mà ở đây thì em Lâm cũng cảm thấy là cũng không vô cái mẹ nếu mà ở vùng này em Lâm cũng không, không vô nhiều 10 phần trăm anh chị và gần cái vùng 44.35 này thì anh chị tham gia nó ổn hơn còn nếu mà anh chị sợ tại vì hiện tại là nhóm ngành cạn biển thì giá cảng biển nó đang tăng rất là cao nên một số anh chị đều nghĩ là mã có cổ phiếu này nó sẽ không về nhiều thì anh chị cũng có thể cân nhắc từ cái vùng 46 cho đến 46.95 thì anh chị có thể tham gia được trong cái vùng này với mã HH còn những chị đang nắm rồi thì anh chị nên chốt lời anh chị chốt lời một phần 2 tại vì đang gặp những áp lực ở đây và nó cần những cái vũ rũ xuống tại vì khi đi từ cái vùng nền mà lên tới đây thì rất nhiều anh chị đang cần chốt lại chốt lại nhiều anh chị sẽ bắt đầu chốt chốt lời ở đây cũng như là hệ tỷ trọng một phần 2 để xem coi cái đà tăng trưởng của cái mã cổ phiếu này như thế nào nhưng mà đi lâm thì nó đang tăng trưởng nhiều rồi thì nó đang cần đang đi tích lũy nếu mà đi tích lũy ở đây thì cần ba phiên nữa và vẫn trên cái vùng 70 10 này thì nó sẽ có tiếp tục những cái đợt bật tăng thì những cái vùng mà nó rủ xuống cái vùng đây thì anh chị có thể tham gia còn về cái vùng mua mà tốt nhất thì vùng 44.35 này cái vùng mà anh chị không sợ lỗ anh chị rồi, cái mẹ thứ hai em mẹ thứ ba là mẹ SSI anh chị cái hiện tại đang ngay vùng đèn anh chị anh chị tham gia cái vùng mà 36.1 36.2 này đây là rất là ok vùng này là vùng ngắn hạn vùng nền ngắn hạn mà nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ nên SSI thì nếu mà thị trường chúng ta đi xe quay thì đâu đó nó cũng sẽ đi tích lũy quanh cái vùng hỗ trợ này thôi anh chị cũng không có gì đáng lo ngại và khi nào mà nó mất đi cái vùng mà rồi anh chị tham gia vùng nền này nó mất đi cái vùng 34.5 thì anh chị mới cân nhắc là mình cắt lỗ thôi mình cách lỗ cái vùng 34.5 thì an toàn cho anh chị hơn và mã cổ phiếu này thì nhóm ngành chứng khoán là một trong những nhóm ngành mà em Lâm đánh giá là sẽ vào sóng tiếp theo thì đối với mã cổ phiếu này em Lâm không nghĩ là nó sẽ có những cái nhịp mà lụm sâu như vậy à, mình qua cái một cái mã cổ phiếu hot của ngày hôm nay giúp phần kéo chỉ số index của chúng ta tăng trong khi là khối ngoại cũng như là tự doanh bán rất là rát à, phiên ngày 19 anh chị thì FPT đang có những cái nhịp tăng rất là cao rồi anh chị anh nếu mà anh chị nào mà đang có lời thì anh chị có thể là nâng lại lên nếu mà mã FPT này mất vùng à, 127 này thì anh chị à, mất cái vùng 123 cho đến 127 thì anh chị à, mình chốt ha anh chị còn uh, khi mà lên tới đây gần tới vùng định này rồi anh chị cũng có thể là cân nhắc mình uh, chút lời trước 30 50% để tránh những trường hợp mà nó rung lắc gì ở đây mà nó xuống tới cái vùng này anh chị thì đỡ bị mất cái phí của mình thôi. Còn mã cổ phiếu này nó khỏe thì mình cứ gia tăng cái mục tiêu mình tăng lên thôi. Nhưng mà hiện tại nó đang rung rất ở đây, rung rung lắc ở đây thì anh chị nên chốt lời một ít cho nó an toàn khi mà về tới cái vùng dưới đây thì anh chị uh, mình dùng cái phần lời đó để mình mua mua lại. Đối với những anh chị mà chưa có hàng đó anh chị thì anh chị có thể tham gia ở cái vùng giá 123 nhé anh chị anh chị có thể cân nhắc tham gia ở cái vùng giá 123 khi mà nó khi mà những cái nhịp mà rủ xuống đây thì anh chị có thể cân nhắc tham gia còn nếu mà để nó là mã cổ phiếu này mà mua một cái vùng giá rất là đẹp là cái vùng 113 này nhưng mà rất là khó anh chị cái vùng cân bằng của mã cổ phiếu FPT này là đang ở cái vùng 113 hai kiếm bắt đầu tách ra rồi thì cái dấu hiệu mã cổ phiếu FPT này đang cần phải đi tích lũy một thời gian nữa trước khi mà tiếp tục bật tăng lại anh chị hiện tại cái vùng giá hiện tại là cái vùng giá quá quá mua rồi anh chị không nên tham gia chờ nó chỉnh lại anh chị tham gia để tốt hơn à, thì, thì hiện tại là video ngày của em Lâm thì cũng mới xin kết thúc ở đây thì hy vọng là video này sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho anh chị cũng như là anh chị mà xem video này mà cảm thấy những thông tin em Lâm mang lại hiệu quả đầu tư cho anh chị thì anh chị có thể quay lại video này thể giúp cho em làm một chiếc tim Cảm ơn anh chị rất nhiều và chúc anh chị có một ngày giao dịch thành công ạ. Hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo. あ <noise>